죽을 것 같아. 아니 좀 잠깐 얘 그 밖에 놓아봐. 아침 꽃 같아. 안 돼. 아무 울어. 봐봐. 봐봐. 자, 봐봐. 야, 너 여기 있어. 야, 근데 이 상태에서 뭐? 그게 너 물 받으라고? 어? 그냥 해봐. 아, 너 여기도 가는 거 싫어하는데? 어? 뭐해? 안녕. 엄마도 양식 준비해야지. 자 이제. Hello. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị xong rồi mình dẫn măng cô đi qua nhà ông bà nội. Mọi người cũng hay hỏi là sao không thấy quay qua nhà ông bà nội chơi. Thực sự là kiểu người Hàn người ta cũng rất là ngại quay phim chụp hình rồi đó này kia mọi người, cho nên là mình chưa có dám làm video á. Nhưng mà hôm nay nhân dịp dẫn măng cô đi qua nhà ông bà nội thì mình sẽ quay làm một cái vlog ngắn ngắn coi cho vui thôi nha mọi người. Mình qua đây thì cũng được gần 2 tháng rồi, cũng khá là quen với cuộc sống ở đây rồi. Chỉ có một cái là đồ ăn thức uống ở đây mình vẫn chưa có làm quen được với mọi người. Và sao ta, hôm bữa mình bị gọi là dị ứng nước á, mặt mình nổi dị ứng rất là nhiều luôn á. Đó thì đó là một, cũng là một trong những cái vấn đề kiểu da mình nó bị ngứa, với lại da mặt mình nó bị dị ứng, nó nổi những cái mảng đỏ đỏ. Thành ra thì là mình cũng rất là ít quay vlog trong cái đợt vừa rồi luôn. Nhưng mà cũng may là da dạo này thì cũng đã phục hồi lại rồi. Đây, bữa giờ Ly đang xài cái chai gừa cho ga, mọi người thấy không? Ly dùng từ đầu tháng tới giờ, khui chai mới dùng mà đã hết kiểu hơn một nửa rồi á. Chai 50ml. Đây là gọi là cái ampoule nha mọi người, không phải là serum nữa. Đó, cái chất của nó là nó lỏng như nước luôn á, đặc hơn nước một chút xíu nhưng mà nói chung là lỏng. Cái này là 100% là nấm chaga chiết xuất từ thực vật. Đó. Cái này là nó giúp làm mềm da, làm dịu, với lại kháng viêm á, nhất là những cái da mà bạn nào đang nhạy cảm, đang bị dị ứng hay này kia thì mình có đều có thể sử dụng cái sản phẩm ampoule này nha. Hoặc là mình có thể sử dụng như một cái bước dưỡng sau toner và chút serum, để cho một cái serum cái bước serum tiếp theo thì nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Dùng cái này nó mềm da, khi mà mọi người táp lên da lần đầu tiên mọi người sẽ cảm thấy là rất là mềm luôn. Đây thì hay rất là thích là táp lên da nhiều lần nha mọi người. Vỗ lên da nhiều lần á thì da của mình nó sẽ kiểu là rất là đàn hồi. Vỗ như này nè mọi người. Mọi người thấy nó tưng, thấy đã lắm luôn á. Đó. Thích cực kỳ. Nó có một cái mùi gọi là thảo mộc á, mà chất xúc nó 100% thực vật, cho nên là nó có một cái mùi thảo mộc rất là dễ chịu luôn. Măng cô vài ngày nữa là được một tuổi rồi đó mọi người. Mình sẽ tổ chức tiệc thôi nôi cho măng cô ở đây luôn. Thì ông bà nội cũng sẽ tổ chức tiệc, và ngày hôm đó thì mình cũng sẽ quay vlog lên cho mọi người coi nha. Tiếp theo thì mình sẽ dưỡng ẩm với serum Glow Wonder của GG nha. Đây cũng là một cái chai serum mà Ly dùng 2 năm nay và không biết là dùng hết bao nhiêu chai đó mọi người. Thì cái chai này nó chủ yếu là cấp ẩm, cấp nước và dưỡng sáng da. Ở trong này thì nó có 10% là hyaluronic acid với 5% niacinamide. Thấy cái hiệu quả rõ rệt đó là cấp nước tức thì luôn, kiểu khi mọi người đưa lên mặt thì da mình nó giống như là được bơm nước luôn á. Nó có cái độ đàn hồi da, lúc nãy chưa skin care với lại skin care nó khác nhau một trời một vực luôn á. Khi mà mình trồng nhiều lớp nó cũng không có bị nặng mặt nữa. Thế là mình sẽ sử dụng cái nắng nó phủ độc nhà vô. Thank you.
gọi rồi. Hello. Vui vui chơi live chứ. Cái gì? Nào không mình là. Ừ, sao mà? Chỗ 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 thay đổi đó. À, chim nữa. <웃음> 왜? 그럼 어떻게 했니? 그 다시 이제 만들어가지고 하는데 원래가 그 옛날가 한 7, 8만 명, 9만 명 됐거든? 어. 근데 이제 다시 2천 명으로 시작하고. 아니 왜 날라갔어? 그 뭐 카피라이트, 그러니까 저작권 관련해서 몇 개 이슈 있어가지고. 나 힘들어 엄마. 아니 어떡하네 그래. 이제 리터 못 벌어. 엄마 밥 사줘야 돼. 어 알았어. 맨날 여기 밥 먹어. 그래서 밥 먹으러 왔잖아. 그치? 어. 비니 뭐 해주고 놀았죠? 어? 뭐 하고 놀았어? 맞습니다. 오빠 기억나? 뭐? 옛날 여기 봐? 아니, 나 그 오빠 집 좀 왔을 때 그렇게 먹어. 엄마도 나 뭐 집 이사네? 아, 피스 있었어요. 그거였다. 아, 아니야. 뭔가 막혀. 진짜 커. 야, 카메라 포커 진짜 좋아해. 우리 그거보다 더 두껍겠어, 러브야. 피스 소스 괜찮지 않니? 응. 어. 이제. 우리가 이제 뭐 한국에서 병원비 디스카운트 받을 수 있어. 얼마? 거의 한 90% 받을 거야. 그래? 많이 했네. 누구 했지 말지. 뭐 썸띵 카드 없어? 그거 나도 좀 확인해 봐야 될 것 같아. 아이디 이렇게. 내일 네가 거기 가거든. 어디에? 3번. 김포인 거, 3번. 왜? 그 뭐 교육받으러. 뭔 소리야? 남편과 때리면 어떻게 해야 돼? 아, 이런 거 교육받으러. 남편과 때려. 그럼 사진 찍어. 신고해야 돼. 리야. 리야. 네? 네가 때리지 마, 오빠. 어? 오빠 때리면 안 돼. 때타 사랑하다. 그렇게 생각해. 어? 아니, 그. 얘 가족과 진짜 오빠가 뭐 괴롭히 안, 하나도 안 믿어. 어? 오빠가 니 괴롭히 하나도 안 믿어. 오빠 나 때리지 마세요. 망고녕. 엄마 아빠 갈게. 야, 이게 촉촉하다. 기지개. 촉촉한 말 쓰지 마. �ây giờ tụi mình sẽ gửi mango ở nhà ông bà nội xong rồi thì tụi mình sẽ đi chơi. Ông mang mango đi chơi nhá.
mọi người 여기 있어 일단 코모 때 응? 코모랑 놀아 코모도 귀찮아가 네, 코모 좋아해 이쁘대 비니 3 hours later 아이고 우리 아들 자고 있네 응? 누누응 엄마 고마워요 얼른 얼른 해야가 응. 가자 방구 아이고 우리 비니 어떻게 깨워가느냐 아이고 이거. 자기 엄마 좀 안아서 나한테 주세요 어? 응. 아이고 이거 어떻게 아이고 어떡하냐 아이고 우리 비니 저 아이고 우리 비니 어떡해 이거 응? 응? 자 안쓰러워서 어떻게 재워 어떻게 가 데리고 가 가자 응? 할머니 안녕